Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp. Anh em nào mà thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xe máy trực tiếp nha. Còn ở tỉnh thì anh em mua hàng vui lòng cọc cho mình trước phí ship. Bên mình ship hàng anh em được mở ra máy ra kiểm tra ok rồi mới nhận hàng nha. Chính sách bảo hành của bên mình là 3 tháng một đổi một đối với hàng chính hãng và tùy tuần máy nha. Số điện thoại là bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8 748 nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile. Đường link của trang fanpage mình có để dưới phần mô tả video. Anh em nào mà nhắn tin qua trang fanpage thì vui lòng kết vào đường link dưới phần mô tả video nha. Để tránh bị lừa đảo, hiện tại có một số trang giả mạo nha mọi người. Anh em vui lòng kết vào đường link dưới phần mô tả video nha. Bên mình thì có nhận giao lưu và trao đổi máy nha. Anh em nào mà không muốn bán máy mà muốn đổi máy thì cứ mang máy qua, bên mình sẽ định giá rồi anh em mình giao lưu nha. Đầu tiên mình giới thiệu đây là Oppo Reno 5 5G nha. Máy thì full box nha, sạc. Cục sạc này rất là giá trị nha mọi người, cục sạc này tính ra đã 200-300 nghìn rồi. Reno 5 5G màu đen, giá bán của bên mình là 6 triệu 2 nha. Full box 6 triệu 2 Reno 5 5G. Xiaomi Mi 11 Lite 4G còn một cây. Giá bán là 5 triệu 350 nghìn nha. 5350. Winmax Aris, con Aris này thì chạy con chip Snapdragon là 730. RAM 6 của như trong 64, máy màu xanh đẹp 99. Màn hình này là màn hình OLED nha mọi người. Con Aris này là màn hình OLED, màu sắc hiển thị cực kỳ tươi và đẹp luôn. Aris giá bán của bên mình là 3 triệu 650 nghìn, RAM 6G nha. Vivo V23e 5 triệu 750 nghìn. Máy đẹp 99 nha, V23e. Full box đầy đủ phụ kiện nha. Xiaomi Redmi 10 RAM 4 của như trong 128 3 triệu 6 màu xanh còn phụ đầy đủ phụ kiện nha. Redmi 10 3 triệu 6 nha. Z Flip 3 con này thì 256 GB màu đen, máy đẹp 99 nha. Giá bán của bên mình là 162 nha. Mình có bản 128 GB 15 triệu 8 nha, 128 GB Z Flip 3 nha. Samsung Note 20 Ultra 5G, con này bị mẻ một tí nha, đây mẻ một tí thôi. Con này thì còn bảo hành chính hãng tới ngày 10 tới tháng 10 2022, máy thì còn rất là đẹp nha. Note 20 Ultra 5G 14 triệu rưỡi nha. Bên mình sẽ bảo hành cho anh em. Vivo V21 5G 5 triệu 6, máy đẹp keng nha. Oppo Reno 5 máy đẹp keng. 5 triệu 1 nha. Y12S 2350. Vivo Y21S 4 RAM 4 nha, 3 triệu 450 nghìn. Mình có RAM 6, 3 triệu 650 nghìn nha, Y21S. Vivo Y12S bản 2021 RAM 3 GB 2 triệu 3 nha. Máy trời nhẹ. Xiaomi Mi 11 Lite 4G 5350. Oppo Reno 5 5G nha, 6 triệu. Xiaomi Mi 11T Pro nha, 2 cây RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB, chạy con chip Snap là 888, giá bán là 10 triệu 2. 10 triệu 2 nha. Winmax Acti 3 2 triệu 4 RAM 4 GB nha. iPhone 11 hàng VN 128 GB nha, pin còn 89, giá là 10 triệu 3, ngoại hình thì tầm 97 nha, có trời đây. Có trời nha. 128 GB mà chỉ có giá là 10 triệu 3 nha. Nó rẻ hơn máy full đã, máy đẹp keng đã với giá là hơn 1 triệu rồi nha. Rẻ hơn máy đẹp keng là hơn 1 triệu rồi.
Con này là con Oppo A54 đẹp keng 3 triệu 6. Sony Xperia 1 nha. Máy thì còn tương đối đẹp, xách tay Nhật nha mọi người, máy rất là đẹp luôn, 3 triệu 8. iPhone 11 pin 89, máy đẹp 99, 64 GB, 10 triệu rưỡi nha. Mình có cây màu tím, máy đẹp 98, pin 90, 10 triệu rưỡi luôn. Galaxy Z Flip 15 triệu 8, 128 GB, màu tím nha. iPhone XS Max pin 82, 9 triệu 2. iPhone 11 pin 87VN còn bảo hành được mấy chục ngày nữa thôi, mười mấy 20 ngày nữa, giá bán là 10 triệu 8 nha. Con này pin 88 10 triệu 2, 128 GB. Cây này thì pin nó là bảo trì rồi, pin còn 78 thôi, 10 triệu nha, 128 GB. Galaxy S10 5 triệu 150 nghìn, xách tay Nhật nha, chạy chip Snapdragon. Con này là con iPhone 11 màn linh kiện, pin còn 87 nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 2, lock đã fit lên thành quốc tế nha. Oppo F11 2 triệu 950 nghìn nha. Oppo Reno 4 Pro nha, 5 triệu 3, máy đẹp 98 nha. Xiaomi Redmi K40 Gaming RAM 12 GB 6 triệu 950 nghìn. S20 FE nha, hôm nay mình bán được còn được một ít S20 FE. Con này là RAM 6 bộ nhớ trong 128 bản quốc tế nha, một SIM 7 triệu và bản quốc tế 2 SIM, giá bán là 7 triệu 4. Máy thì đẹp lay new nha, còn size viền luôn. S20 FE. Galaxy Watch nha, size 44, pin khá là ok luôn, giá bán là 4 triệu 2 triệu 350 nha, 2 triệu 350 nghìn. Watch đây, Galaxy Watch 2350 nha. Thấy con này nói chung xài rất là ok nha mọi người, pin khá là ổn luôn. Apple Watch Series 4 nha. Con này là bản LTE. Giá bán của bên mình là 4 triệu nha. Apple Watch SE giá bán là 5 triệu rưỡi nha mọi người. Apple Watch SE. Con này máy mới thì nó đang ra là 9 triệu mấy lần, 9 triệu rưỡi. Apple Watch, cái con này là Samsung Galaxy Watch Active 2. Giá bán là 1 triệu 750 nghìn nha. Apple Watch size 44. Con này thì trầy hơi khá là nhiều luôn, Apple Watch size 44 nha. Series 4 luôn, giá bán của bên mình là 2 triệu 850 nghìn. Máy hơi trầy nha. Reno 5 hơi trầy nhẹ, 4 triệu 650 nghìn Reno 5. Galaxy S10 5G 512 GB 5 triệu 8 nha. Oppo Reno 5A chạy con chip Snap là 765. Reno 5A. Giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi, RAM là 6 GB nha. Con này là con Galaxy S8 Plus, này bể kính và màn đốm nha. Bên mình bán con này thì mình sẽ không bảo hành nha. Con này bên mình bán với giá là 1 triệu 4, S8 Plus. 1 triệu 4 nha. Giá rẻ chữ trái thôi. Poco X3 RAM 6 128 4 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 9S
56128 3,6 triệu. Xiaomi con này là Mi 11 Lite 4G 5.350.000 nha. Samsung Galaxy A90 5G nha. Cái này bên mình bán với giá là 4.550.000. Reno 4 nha mọi người, Reno 4. Cái này thì lưng nó còn giá. Máy thì tương đối đẹp nha, Reno 4 này bên mình bán với giá là 4.1 triệu nha. Máy đẹp nha mọi người. Reno 4 máy đẹp 4.1 triệu nha. Oppo A92 3.550.000, con này thì RAM 8GB, máy thì 97% nha. Galaxy A51, A51 này cũng máy còn tương đối đẹp nha. Lưng nó có dán nè. Đẹp keng nha. A51. Con này bên mình bán với giá là 3.950.000 nha, 3950. Galaxy A72. Cái này hơi trầy nha, A72 hơi trầy. 6.400.000. Samsung A72 nha. iPhone 13 Pro Max hàng tàu khựa màu xanh luôn. Giá bán của bên mình là 1.400.000. Samsung Galaxy Note 10 cộng 5G 7.650.000 nha. Galaxy S10 512GB 5.800.000. Note 10 5G thì nói chung là bản Hàn Quốc nha mọi người, bản Hàn Quốc 512GB một SIM nha. RAM 8GB. Oppo Reno 5A 7 chip, chạy chip là 765, máy đẹp keng 99, 4.500.000. Có hai màu đen và xanh nha. Oppo A74 4.150.000 nha. A74. Oppo Reno 6 5G 7.900.000. 7.850.000 nha, Reno 6 5G. Oppo A91 3.550.000. Samsung Galaxy Note 10 5G nha, RAM 12GB, sách tay Hàn Quốc, một SIM. Giá bán của bên mình là 5.950.000. Galaxy A52. A52 nha. A52S. Con này là A52 5G chứ không có S nha mọi người. A52 5G 6.450.000. Oppo A55 trầy nhẹ 3.400.000. Oppo A53 đẹp keng 3.000.000 nha. OnePlus 7 Pro máy đẹp keng 98%. 6.500.000. Oppo Reno 6Z 5G mình có màu đen, máy đẹp keng nha, giá bán là 6.000.000. Còn ngọn màu đen thôi nha. Oppo Reno 5 máy hơi trầy, giá bán là 5 5G nha. Con này máy hơi trầy hơi xấu, giá bán là 5.900.000. Oppo A53, A93, A95 nha. Oppo A95 đẹp keng 5.350.000. Con này là UMIDIGI Bitson Pro 4.650.000 nha. RAM 8GB. Xiaomi Redmi K30 Pro
RAM 8GB 5,9 triệu. Samsung Galaxy Note 10 Lite trầy nhẹ 5,5 triệu nha. Mình có một cây máy hơi xấu 3,9 triệu. Cây này hơi xấu nha. Màn hình ám nhẹ, nứt kính 3,9 triệu, Note 10 Lite nha. A52 5,850,000 Samsung. Galaxy A22 4,1 triệu, máy đẹp keng nha. Oppo A74 đẹp keng 4,2 triệu. Oppo A91 3,550,000. Con này là con Samsung J6 màn hình ám 1,2 triệu. Realme 8 4,550,000, máy đẹp keng nha. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5,4 triệu, Note 10 Pro RAM 8GB nha. Redmi 9T RAM 6GB 3,350,000 3,350. Poco X3 Pro RAM 6GB đẹp keng 4,750,000. Redmi 10 RAM 4 và nhớ trong 128 3,550,000 nhé. Poco F3 thì mình có RAM 6 và RAM 8. RAM 6 là 6,7 triệu và RAM 8 là 7,3 triệu. RAM 8 thì bộ nhớ trong 256 nha, còn RAM 6 thì bộ nhớ trong 128. Galaxy A31 3,550,000. Mi Mix 3 4,1 triệu nha, máy đẹp 99. Mi Mix 3 Mi 11 Lite 5G ne 6,3 triệu nha. Còn có được cây à. Oppo A9 2020 hơi trầy 3 triệu nha. Oppo A54 98% 3,450,000. A54 nha. Mi 10T Lite 5G nha 4,6 triệu. Xiaomi Mi Mix 4 nha, Mi Mix 4 đẹp lay new 13,8. Redmi K40 chạy chip 870, máy đẹp lay new luôn 6,6 triệu nha, 6,5 triệu nha. A52 5,550,000 Samsung A52 nha. Này máy mình về cũng khá là nhiều nha. Oppo A93 cái này hơi xấu nè, 3,550,000 A93 nha, 3,550. A54 máy đẹp 3,4 triệu nha. Samsung A11 máy hơi trầy nhẹ 2 triệu. Xiaomi Redmi 9A nha, Redmi 9A đây. Cây này thì bên mình bán với giá là 1,6 triệu. Redmi 9A. Samsung A12 RAM 6GB
A12 nha, 3.350.000. A9 2020, máy viền hơi trầy, 3 triệu nha. Oppo A55 đẹp ken, giá bán của bên mình là 3.700.000. Realme C15, máy đẹp 98 nha. C15 Qualcomm Edison, RAM là 4GB, 2.550.000. Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4GB nha, hơi xấu, 2.450.000. Được chạy hơi xấu chứ. Realme C17 nha, con này hơi chạy nhiều nè, 3.150.000, RAM 6GB, Realme C17 nha. Samsung A12 đẹp ken, RAM 6, 3350. Oppo F11 nha, F11 này thì hơi trầy hơi cắn đây, giá bán là 2.750.000, F11 Pro nha. Samsung A02 2.1 nha, máy rất là đẹp, Samsung A02 màn hình cực kỳ to luôn. Samsung A, con này là A mấy đây, A30s nha, màn hình ám rất là nhiều luôn, 1.700.000. Samsung A02s RAM 4GB, máy hơi chạy đây, giá bán của bên mình là 2.200.000 nha. Realme 3 RAM 4GB, máy hơi chạy đây, 1.850.000. Samsung A03s nha, 2.650.000, A03s. Vivo Y51 nha, 3.650.000, A51. Vivo Y51 chứ. Con này là con Samsung A52s, máy đẹp ken 99, 6.900.000 nha. iPhone XR nha, con này lock đã fit lên thành quốc tế rồi, 5.900.000 XR nha. Samsung A52 5.500.000, máy trầy nhẹ nha, Samsung A52. Galaxy A31 3.550.000. Con này là con A71 nha, A71 4.950.000. Winmark Aris 3.550.000 nha. Xiaomi Mi 11 10.300.000, Mi 11 nha, máy đẹp 99. Sony Xperia 10 Mark 3 6.000.000. Xperia 10 Mark 2, giá bán của bên mình là 4.000.000 nha. Winmark con này Samsung Z Flip 3 256GB sách tay Hàn Quốc, 15.200.000. Samsung Note 10 lút, hàng chính hãng nha, vừa hết bảo hành ngày hôm qua luôn, Note 10 lút, máy còn đẹp, 9899, 9.000.000 nha, Note 10 lút. Note 10 lút sách tay Hàn Quốc 5G 7.650.000. Note 10 5G màu đỏ 5950 nha. S20 Ultra 16.000.000, máy đẹp 98 thôi, hơi trời nha. Con này là con S21 Ultra nha mọi người, miếu giá 16.000.000 này. S20 Lut 8.850.000, máy đẹp. S21 Lut máy đẹp ken 12.500.000. S21 Lut con này mà thằng có ám nhẹ một tí chỗ đây thôi, và nói chung là vỏ xấu lân nứt nè, 8.500.000 nha. Con này là con Renault 4 Pro 5.300.000. Samsung Note 9 4.500.000, 4.550.000, máy hơi trầy, máy đẹp hơn là 4650 nha. Note 20 Ultra con này là 5G RAM 12GB, sách tay Hàn Quốc là chạy chip Snap 865 nha, 13.2. Note 20 Ultra 5G
Con này 4G nha mọi người, 13.650.000 máy đẹp. Note 20 Ultra 5G, sách tay Hàn Quốc, máy đẹp len ken 99, giá bán của bên mình là 142. Xiaomi Note 20 Ultra 4G, con này máy hơi chạy 13.100 nha. S10 Plus, con này thì đẳng 512GB, RAM 8GB, 5.950.000 nha. iPad Gen 8 Wi-Fi 3G 32GB, máy đẹp ken Gen 8 nha, cùng bóc nha mọi người, máy đẹp ken, giá bán của bên mình là 9 triệu. iPad Gen 7 nha, Wi-Fi 32GB, máy hơi chạy 6.650.000. Vivo, con này là V19, máy hơi chạy 3.1 triệu, nứt lưng sườn cắn 3.1 triệu nha. Oppo Reno đầu đời đầu nha, lưng nứt 2.2 triệu, nói chung vỏ xấu sườn xấu nha. Reno 2.2 triệu, con này thì bán sẽ không bảo hành nha, anh em thông cảm nha, những cái này là bán giá sát nha mọi người, anh em là chưa cháy thì mua thôi. Mình có con X3 Pro, Xiaomi X3 Pro nha. Con này thì nói chung là nó thay lưng nè, thay cả nút home luôn. Con này thì bản RAM 8 bộ nhớ trong 256GB luôn nha. X3 Pro, nói chung là máy tào lao, mình mua rẻ mình bán rẻ luôn, 3.750.000 nha. X3 Pro RAM 8 bộ nhớ trong 256GB. Rồi, anh em có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ.